Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt chúng ta là đây là lòng hồ thủy điện Nà Hang. Hôm nay gia đình Ngọc Khanh, Kim Oanh đưa những người bạn từ Hà Nội lên, trong đó có anh Minh Dũng cùng các nhà văn và một số nghệ sĩ. Bây giờ chúng ta đang đi du lịch lòng hồ Nà Hang, sẽ thăm thác Khuẩy Nhi, và một số địa điểm du lịch quen thuộc của lòng hồ thủy điện Nà Hang. Xin giới thiệu với các bạn là đây chính là con sông Gâm, thượng nguồn của sông Gâm chảy qua địa phận của xã Thượng Lâm, Lăng Can của huyện Nà Hang cũ và là Lâm Bình mới bây giờ. Thế như vậy là khi nhà nước xây dựng con đập thủy điện Nà Hang thì như vậy dòng sông Gâm này đã trở thành lòng hồ thủy điện Nà Hang. Và bây giờ thì lòng hồ thủy điện Nà Hang này rất đẹp, trở nên rất là nên thơ, được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Đó, chúng ta không thể đi hết được các cái địa điểm đẹp, nhưng mà cũng sơ sơ chúng ta có thể là đi được vài điểm. Hôm nay chúng tôi sẽ đi thác Khuẩy Nhi và một số như Cọc Vài, rất là đẹp. Đó, đây là các con của tôi, Ngọc Hà. Chụp ảnh bỏ khẩu trang nhá. Đấy, còn đây là Hoàng Vũ Hải, con trai tôi. Còn đây là bà vợ yêu quý của tôi. Lúc là vợ, lúc là bà, lúc là bà chị gái. Lúc thì bà chị gái ở quê. Còn đây là Cát Hoàng Anh, một nghệ sĩ công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cát Hoàng Anh là con gái của nhạc sĩ Cát Vận. Cát Hoàng Anh cũng rất giỏi. Đấy. Và đây là lần trở lại Thượng Lâm Nà Hang, Lâm Bình lần thứ hai của Cát Hoàng Anh. Cát Hoàng Anh thấy thế nào khi lần thứ hai trở lại đây? Trở lại thứ hai nhưng mà vẫn cảm giác vẫn như lần đầu tiên ấy, nó cứ bồi hồi sao xuyến mà nó bâng khuâng, cảm giác vẫn rất là tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời, bởi vì anh cũng thấy tuyệt vời, bởi vì anh ở đây thường xuyên mà anh vẫn thấy tuyệt vời. Thấy tuyệt vời. Anh đi đến 10 lần rồi mà vẫn anh vẫn thấy tuyệt vời. Lần đầu đúng không? Lần nào cũng thế. Lần nào cũng thấy như lần đầu tiên. Cảm ơn em nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy trên lòng hồ thủy điện Nà Hang nó tuyệt vời như thế này, ở vách đá rất là đẹp, thiên nhiên ban tặng cho Tuyên Quang, cho Lâm Bình, cho Nà Hang rất nhiều cảnh đẹp. Lòng hồ thủy điện Nà Hang được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, vì rất nhiều cảnh đẹp. Cứ quay ngược lại đúng rồi, chụp tắt tay ra này. Con này nó sẽ mảnh trước rồi đấy, phải đợi ta nhá. Đấy, xong chị đứng ở chỗ này, em chụp cho chị. Chụp đi, em gửi vào Zalo ra. Đây, nó có lên mảnh trước. Đấy, tiếp bắt đầu. Chưa? Đúng thế, chúng ta kiểu này hay nhỉ? Ngang vậy ơi. Cái kiểu này đẹp quá. Đấy, hộp này nó xem hết trên đấy rồi chị ạ. Chưa? Bấm nhiều, nhiều. Quay mặt lại đây thế nào? Anh ra đi ra đi.
ok. Chị ơi, chị đi chân đất đi nhá, cho chắc nhá. Quay ngược lại Hoàng Anh ơi mới hay. Hoàng Anh chị đang thích một cái kiểu như thế. Người ra một xíu bên này cho em đấy. Tay một tay xuôi, một tay tay trái bỏ xuống, tay trái bỏ xuống, tay trái đấy. Chị quay về vặn lên một chút cho em một tí nữa. Chị ơi, chị quay lên một xíu cho em. Bẻ bẻ vai, bẻ mặt, đỡ ngực mặt lên một xíu. Tay đỡ xuống. Trước mặt chúng ta là nghệ sĩ. Mẹ ơi, con một chậu nước không? Mát lắm. Chị ơi, chị quay mặt về đây. Bây giờ kiểu về đây. Quay mặt về nhìn em đi. Không, vẫn đứng như thế nhưng chỉ quay vai, bẻ vai về đây. Đấy nhá, chị yên nhá. Đấy, ôi giời ơi, đẹp lắm. Mọi người đang chụp ảnh. Chị Yên nhá, đẹp lắm. Tay trái chị bỏ xuống giúp em. Tay trái bỏ xuống. Rồi, vui đẹp lắm. Chị Yên nhá, chụp nhiều để về cắt một chỉ. Ngửa mặt lên, chị hất cằm lên xíu. Hất cằm lên xíu. Đẹp quá. Đấy nhá, đỉnh lên nhá, đỉnh lên nhá, đỉnh lên nhá. Non nước hữu tình, lòng hồ thủy điện Nà Hang. Tay thật mềm, cái tay đến đấy, mềm tay đấy. Đúng rồi, tay bám vào đùi, tay bám vào đùi. Ui, đẹp lắm. Chị ơi, về chị chỉnh nhá. Rồi. Đấy, đẹp lắm chị ạ. Chị ảnh ra. Đây, đây, ra đây, chỗ này chị. Anh chú ơi, anh Nhân Nam chụp ảnh nhá anh. Vâng, còn rất nhiều phần hình ảnh khác nhau. Đấy, trước mắt chúng ta là cọc vải. Chị ơi, chị quay về đây. Anh ơi, anh ơi, đây cọc vải cho chị kiểu riêng mà. Vâng, cọc vải là một cái điểm du lịch mà bất cứ con tàu, con thuyền nào khi dẫn du khách đến đây đều... Chị kiểu nâng cọc nhá. Đây, 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 đúng rồi. Đúng rồi, nâng cọc đây này. Nhìn theo tay đi, nhìn theo tay. Nhìn vào chỗ tay của chị ấy. Đấy. Tay trái xuôi đúng không? Tay trái xuôi đây. Ui. Anh kiểu riêng đi để anh còn đăng lên. Chị cứ đừng mà đi.